Kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4, việc cách ly xã hội trong vòng 15 ngày sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Theo chỉ thị của Thủ tướng, mọi người dân được yêu cầu ở yên tại nhà, chỉ ra ngoài trong những trường hợp thật sự cần thiết. Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hai cuộc họp thường trực chính phủ về các phương án, kịch bản và khả năng ứng cứu đối với các trường hợp khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19 trong cả nước, cũng như các chính sách đảm bảo an sinh xã hội đối với những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tại cuộc họp, Thủ tướng đã khẳng định với các giải pháp được nêu trong chỉ thị mới được ban hành. Thủ tướng ban hành vào sáng nay, cả nước hiện đang ở tình trạng tiền khẩn cấp, nên việc cách ly toàn xã hội để đảm bảo giãn cách xã hội, ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2. Việc thực hiện mới chỉ dừng lại ở thuyết phục, vận động nhân dân tự giác chấp hành đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình và gia đình. Chính phủ chưa tính đến việc áp dụng phong tỏa các thành phố lớn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mặc dù Việt Nam đang ở cấp độ 3 trong thang 5 cấp độ của dịch bệnh COVID-19 và tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt, nhưng với tình hình hiện nay, chính phủ không thể chủ quan mà phải có các phương án ứng phó với những tình huống xấu hơn để không bị động, đặc biệt là các phương án huy động nguồn lực. Đây là điều không ai muốn xảy ra, nhưng nếu xảy ra thì phải chủ động có các phương án ứng phó quyết liệt để bảo vệ được sức khỏe và tính mạng của người dân. Chúng ta đã giải pháp tiền khẩn cấp chỉ thị 15. Hai, chúng ta chưa nói là cô lập hay là phong tỏa các đô thị lớn ở Việt Nam. Chưa đặt vấn đề như thế. Nhưng mà chúng ta có chuẩn bị sẵn sàng khi bùng phát dịch ở nước ta. Đúng ra ngày hôm nay chúng ta họp có 4 nội dung quan trọng của chính phủ thảo luận toàn quốc, nhưng mà do dịch bệnh đang ở đỉnh rất căng nên tôi quyết định quản lại. Nhưng mà trong 4 công việc lớn như vậy thì vấn đề an sinh xã hội vô cùng cấp thiết của người dân nghèo, của người thất nghiệp, chúng ta không chủ động giải quyết vấn đề này thì sẽ là rất khó khăn với đất nước. Cho nên hôm nay chúng ta bàn đối tượng, mức hỗ trợ và nguồn lực để ngày mai sẽ báo cáo cho chính phủ. Chính phủ có nghị quyết để chúng ta chủ động vấn đề này. Vì qua mấy tháng vừa rồi thì nhiều người khổ lắm, nhất là thất nghiệp, không có việc làm. Nhiều gia đình rất khó khăn. Chúng ta thấu hiểu được vấn đề này của người dân, của người công nhân của chúng ta. Những người viên chức thuần túy hưởng lương mà không có việc làm, không được trả lương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân các địa phương phải bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân, nhất là ở những tỉnh thành có dịch COVID-19. Chúng tôi xin nhắc lại, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cách ly xã hội mới chỉ là dự lệnh, khuyến cáo, chưa phải là lệnh cấm. Việc này cũng không đồng nghĩa là với phong tỏa đất nước. Cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày mai trên phạm vi toàn quốc cụ thể sẽ được hiểu như sau. Người dân có được ra khỏi nhà không? Người dân vẫn được ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, đi làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, không bị đóng cửa và các trường hợp khẩn cấp khác. Khi ra ngoài phải thực hiện khoảng cách như thế nào? Phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Người dân có được di chuyển giữa các địa bàn không? Vẫn được di chuyển giữa các địa bàn nhưng cần hạn chế. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu vực khác. Dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Số người tập trung tối đa là bao nhiêu? Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Người dân có phương tiện nào để di chuyển? Hiện đã cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Nhân viên nhà nước làm việc như thế nào? Các cơ quan nhà nước cho cán bộ làm việc tại nhà thật sự cần thiết mới đến công sở như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu. Tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở. Có được đi thăm người nhà tại các bệnh viện không?
dừng thăm bệnh nhân tại các bệnh viện, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân. Các hoạt động mua bán có bình thường không? Các cửa hàng thực phẩm, chợ, siêu thị, tạp hóa, hiệu thuốc, xăng dầu, ngân hàng vẫn mở cửa phục vụ bình thường. Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến các hãng hàng không của Việt Nam từ 0 giờ đêm nay sẽ dừng vận chuyển hành khách đến Việt Nam, không áp dụng với mục đích ngoại giao, công vụ, khách nước ngoài tham dự phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng và các trường hợp đặc biệt và được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4, việc cách ly xã hội trong vòng 15 ngày sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Theo chỉ thị của Thủ tướng, mọi người dân được yêu cầu ở yên tại nhà, chỉ ra ngoài trong những trường hợp thật sự cần thiết, bao gồm những trường hợp sau. Việc cách ly xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Thứ nhất, người dân chỉ ra ngoài khi cần mua lương thực, thực phẩm thiết yếu và mua thuốc men. Thứ hai, trong những trường hợp có triệu chứng bất thường về sức khỏe, cần tới cơ sở y tế để được cấp cứu. Thứ ba, người lao động có thể tiếp tục làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu chưa bị đóng cửa, dừng hoạt động. Phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang và thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Ngoài ra, trong những trường hợp khẩn cấp khác cần phải ra ngoài, người dân cần đảm bảo thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp với người khác. Người dân không được tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Lý giải rõ hơn về yêu cầu cách ly xã hội trong chỉ thị 16 vừa được Thủ tướng ban hành, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định yêu cầu cách ly xã hội không đồng nghĩa với việc phong tỏa đất nước như một số quốc gia đã làm. Đây chỉ là dự lệnh, những khuyến cáo và hạn chế, chưa phải lệnh cấm. Tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, Chính phủ sẽ đưa ra các khuyến cáo yêu cầu ở mức độ phù hợp. Và ngay sau khi có chỉ thị số 16 của Thủ tướng về việc yêu cầu cách ly toàn xã hội, tại Hà Nội thì một số người dân đã lo lắng đổ tới các siêu thị, chợ và cửa hàng tạp hóa để mua tích trữ nhu yếu phẩm. Việc tập trung đông người có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Người dân cần hết sức bình tĩnh bởi cách ly xã hội không phải là phong tỏa. Thành phố cũng đã có phương án để đảm bảo việc cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân. Cụ thể, các cửa hàng thực phẩm, chợ, siêu thị, tạp hóa, hiệu thuốc, xăng dầu và ngân hàng vẫn mở cửa phục vụ người dân như bình thường. Sở Công Thương Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp chủ động về nguồn hàng hóa, kịp thời điều tiết trong hệ thống. Khi xảy ra trường hợp thiếu hàng cục bộ tại một thời gian ngắn nhất định do lượng người dân đi mua hàng tăng cao vào một thời điểm. Trường hợp nhiều điểm bán hàng trên một địa bàn phải ngừng hoạt động do nằm trong vùng cách ly, thì Sở Công Thương phối hợp với doanh nghiệp đầu mối tổ chức điều động đơn vị hỗ trợ đưa hàng đến với khu vực thiếu hoặc là tổ chức cung ứng hàng lưu động để đáp ứng nhu yếu phẩm phục vụ người dân.